đến sẽ là những tin tức cập nhật trong phần tin Á Châu và Việt Nam cùng với chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần của đài truyền IBC TV. Hình ảnh gió mạnh và mưa lớn tấn công vào Trung Quốc khi siêu bão Yagi đổ bộ. Đoạn băng của nhân chứng ghi lại cảnh hình ảnh của cơn bão Yagi đổ bộ vào bờ biển Hải Khẩu, thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc vào ngày 6 tháng 9. Cơn bão mạnh nhất châu Á năm nay, siêu bão Yagi đã đổ bộ vào thành phố này, mang theo những cơn gió mạnh và mưa lớn gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng, làm gián đoạn tỉnh đảo du lịch được gọi là Hawaii của Trung Quốc. Với sức gió mạnh nhất liên tục lên tới 234 km cho một giờ, tức là khoảng 145 dặm cho một giờ, gần với tâm bão. Yagi được ghi nhận là cơn bão nhiệt đới mạnh thứ hai thế giới trong năm 2024 cho đến nay. Siêu bão cấp 5 Barry ở Đại Tây Dương và là cơn bão nghiêm trọng nhất ở khu vực Thái Bình Dương trong năm nay. Hãng Reuters đã có thể xác minh độc lập vị trí từ các tòa nhà, cây cối và đường biển, trùng khớp với hình ảnh vệ tinh và hình ảnh lưu trữ của khu vực. Hợp tác về khí hậu vẫn là chìa khóa cho quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Hợp tác về khí hậu là một phần quan trọng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và là sự đồng thuận quan trọng mà hai nhà lãnh đạo đã đạt được. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết vào hôm thứ Sáu, đồng thời kêu gọi các nỗ lực chung hơn nữa để giải quyết các thách thức toàn cầu. Ông Vương cũng là thành viên của Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc CPC và là Giám đốc Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương đã đưa ra những nhận xét này trong cuộc gặp với Cố vấn cấp cao của Hoa Kỳ về chính sách khí hậu quốc tế John Podesta tại Bắc Kinh. Trong cuộc gặp, ông Vương lưu ý rằng năm nay đánh dấu kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh rằng trong 45 năm qua, cả hai quốc gia đã học được rằng họ nên là đối tác chứ không phải là đối thủ, bổ sung cho nhau thay vì cạnh tranh gay gắt với nhau, đồng thời đảm bảo sự nhất quán giữa lời nói và hành động. Ông Vương nhấn mạnh rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã nêu ra ba nguyên tắc chỉ đạo cho quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc: tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Ông nhắc lại cam kết của Trung Quốc trong việc hợp tác với Hoa Kỳ để thúc đẩy mối quan hệ lành mạnh, ổn định và bền vững. Bản tin từ Ấn Độ, 12 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe bus ở miền Bắc Ấn Độ. Một vụ tai nạn giao thông chết người ở Uttar Pradesh thuộc miền Bắc Ấn Độ đã gây ra cái chết thương tâm cho ít nhất 12 người, trong đó có 4 trẻ em vào ngày thứ Sáu, ngày 6 tháng 9. Một số người khác bị thương trong vụ này. Theo báo cáo của sở cảnh sát, các nạn nhân đang trở về từ ngôi làng Mukun Kera trên một chiếc xe tải nhỏ, thì một chiếc xe bus đã va chạm với xe của họ, khiến cho xe đâm vào một chiếc xe tải khác. Vụ tai nạn giao thông chết người thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ, chủ yếu là do tình trạng coi thường luật giao thông và tình trạng đường xá dưới tiêu chuẩn phổ biến ở nhiều khu vực. Tin tại Việt Nam, Việt Nam xác nhận có công dân kẹt ở Brazil. Hãng thông tấn Reuters cho biết di dân tìm đường sang Bắc Mỹ. Có công dân Việt Nam nằm trong số hơn 660 người bị kẹt đã nhiều tuần qua tại một sân bay quốc tế ở Sao Paulo, Brazil. Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận sau khi có tin những người này đến Brazil để tìm đường đến Hoa Kỳ hoặc Canada. Bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã xác nhận thông tin này tại một cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày 5 tháng 9. Tờ Tiền Phong đã cho biết và cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đang phối hợp với giới chức sở tại để nắm tình hình và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Bà Hằng cũng được dẫn lời cảnh báo công dân Việt Nam khi di cư ra nước ngoài cần tìm hiểu kỹ về quy định, chính sách pháp luật của nước đến và nước quá cảnh. Bà nói trong thời gian qua, giới chức trong nước đã khuyến cáo với người dân về những rủi ro của con đường di cư phi chính thức. Bà khẳng định chính phủ Việt Nam quyết tâm chống di cư trái pháp và nạn buôn người trong khi thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn. Hôm 23 tháng 8, hãng thông tấn Reuters sẽ dẫn nguồn từ văn phòng luật sư cho công chúng là Public Defender's Office của Brazil cho biết có ít nhất 666 di dân đến từ Ấn Độ, Nepal và Việt Nam đang bị kẹt ở sân bay quốc tế Guarulhos trong khi chờ đợi giới chức Brazil quyết định có cho phép nhập cảnh hay không. Việt Nam Airlines đã hoãn và hủy hơn 110 chuyến bay do cơn bão số 3. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, còn gọi là cơn bão Yagi, và yêu cầu đóng cửa một số phi trường của Cục Hàng không, dự trù hơn 110 chuyến bay của Vietnam Airlines sẽ bị hủy và điều chỉnh theo giờ khai thác.
Theo đó, Vietnam Airlines đã thực hiện việc hủy 34 chuyến bay và điều chỉnh giờ khai thác của 78 chuyến bay nội địa và quốc tế khác. Đại diện của hãng hàng không này cho biết giờ bay vẫn có thể thay đổi theo diễn biến của bão và các nhà điều hành của nhà chức trách. Vì vậy, hành khách cần tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin. Các điều chỉnh lịch khai thác tiếp theo sẽ được Vietnam Airlines và thông báo đến khách hàng thông qua các địa chỉ ở trên vé của khách hàng. Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng đã quyết định tạm ngừng tiếp thu khai thác máy bay tại 4 phi trường trong ngày 7 tháng 9. Phi trường Vân Đồn tạm ngừng từ ngày 4 cho đến 16 giờ. Phi trường Cát Bay ngừng từ 5 cho đến 16 giờ. Phi trường Nội Bài tạm ngừng từ 10 cho đến 21 giờ. Phi trường Thọ Xuân tạm ngừng từ 12 cho đến 22 giờ ngày 7 tháng 9. Cục trưởng đặc biệt lưu ý đến ảnh hưởng của hoàn lưu bão kèm mưa lớn kéo dài có thể gây ngập lụt tại các phi trường Điện Biên và Vinh. Ước tính cơn bão Yagi có thể ảnh hưởng đến khoảng 240 chuyến bay nội địa và 70 chuyến bay quốc tế. Tiếp theo, chương trình sẽ được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó, Xuân Viên Minh Đăng và Linh Trình sẽ quay trở lại với phần tử vi cuối tuần. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài truyền hình IBC TV và tiếp tục theo dõi.